À, mình chào quý vị đến của Chu quay trở lại kênh Việt Phú nhá. Hôm nay lâu lắm em mới quay lại cửa hàng đồ cũ. Thì loa đài thì thời gian gần đây khoảng mấy tháng em không quay lại, loa nó cũng khá là nhiều. Thì đợt này mới có thời gian em mới đổi công việc ấy. Thời gian nó dư dả hơn chút, với lại nhân tiện hôm nay là cái lịch nghỉ tuần lễ vàng bên này một tuần. Nên em tranh thủ tối đi ra quay quý vị xem này, ngày đưa trẻ con đi chơi với Tokyo về. Thì đây có rất nhiều súp, súp với súp cọ thôi, không phải là súp cao cấp gì lắm. Ví dụ trên cùng là Onkyo SKW10, con này thì là súp cọ rồi. Thôi em còn đặt tên cho nó cọ thôi. Đây, như mấy Yamaha quý anh chị cô chú hay hay có hỏi này. Đầu tiên là Yamaha ISTSW150, gắm mới là 45.000, cũ là 13.200 cả thuế, 120W. Một quay một một đường tiếng và có hai loa. Em quên mất. Có hai loa trên ở dưới này, một đường tiếng. Tay 120W giá 13.200 là nó rơi vào tổng màu. Hiện tại chỉ có hơn 2 triệu thôi quý vị, là quá rẻ, là trước là phải 3 triệu hơn đấy, này thì chưa là mỗi hơn 2 triệu. Hàng thì còn rất là đẹp, đụng nước thì vẫn còn ok long lanh. Đó, em quay sang quý vị xem, con này là em to nặng. Bởi vì loa này nó to nên là em không có lật ra phía sau, vì anh chị có xem được cái nội dung sản xuất, nhưng mà thường thường Malaysia, Indonesia. Bên cạnh nó là một con ISTSW160, cao hơn một đời, không có giá mới nhưng mà có giá cũ là 22.000 cả thuế, xuất trong 1994. Đó, em zoom kỹ lại cho vị anh chị cũng xem. Toàn 50W. Con này thì 2/2 hiện tại tầm 3 triệu rưỡi gì đó. Chưa có thời điểm nào mà nó thấp, yên Nhật nó thấp như thời điểm này. Em bên Nhật này 5 năm rồi. Ngày đầu em đi sang là 2018 thì yên nó là 196, 205 là thấp nhất. Sau đấy lên 210, 211, 12, 15, 20, 22, có thời điểm 224 là cao nhất. 224 thì như là 1 man 2 triệu 240 nghìn. 2 man như vậy là khoảng tầm 5 triệu. Tại 2/2 thời điểm đấy nó tầm hơn 4 triệu rưỡi, gần 5 triệu rồi. Mà thời điểm hiện tại thì nó chỉ tầm 3 triệu rưỡi thôi, nó giảm mất 1 triệu rồi. 5 năm trôi qua, đất ở Việt Nam thì cái miếng đất ngày em đi là 200, bây giờ lên 1 tỷ hơn, đất làng. Cái tiền Nhật thì ngày đấy đi là một yên Nhật đổi 200 đồng Việt Nam, bây giờ một yên Nhật đổi 164 đồng Việt Nam ngày hôm nay. Nó kinh tế quá suy thoái, trong khi đất đai Việt Nam và các cái hạng mục khác vẫn lên rầm rầm, giá cả lên rầm rầm, đất nước phát triển bất ngờ chóng váng luôn. Đây là một con 160, tiếp theo là một con đờn nông DS với kép 11, con này ngày xưa em bán về cho anh Kiên Thế Bình. Từ thời điểm em ở trên tỉnh Niigata tuyết nhiều nhiều, quý vị xem kênh em thời điểm đầu quý vị biết đấy. Thì là em có gửi cho anh Kiên Thế Bình con như vậy, là về đấy yên còn cao. Thì con này giờ bây giờ 5.500 cả thuế, thành 101 này. Con này là em quay phía sau coi, bên này nó còn có nó tí em quay. Thì 5.500 với 6.000, 5.500 với 6.600, thì hiện tại nó chỉ là 5.500, còn 850.000, 800.000 gì đó, 6.600 thì chưa đây 1 triệu. Thời điểm trước là nó phải là hơn 1,3 triệu, giờ nó chưa đây 1 triệu, 900 mấy chục nghìn ạ. Đấy, quá quá thấp luôn. Đường đông này thì nó có cái này luôn. Panasonic này thì cũng có cái này luôn, đầu luôn. Trước có mấy bác cũng mua của em vài lần trước, nhân điện nhớ đây em mới nhớ có một đồng chí tên là Dũng ở trong Đồng Nai mua của em, cũng em được em quay ở đây luôn, cũng có cái bộ dàn mini 5.1 của Yamaha. Thế
anh đang có cọc cho em một ít tiền. À, thì mua vài lần cũng chả ok. Thế sau là tay lên cái bộ này, nó cũng nặng, nó cả bộ nó 8-10 cân, gửi đường bay 2 triệu Trung Quốc nơi là tới 1,8 triệu Trung Quốc. Thế anh cọc trước 2 triệu, à, tính cả loa lại là về hơn 3 triệu, thế còn triệu mấy ạ. Thế hắn về hắn nhận loa xong thì hắn chặn luôn Facebook, Zalo của em, gọi điện nó không nghe luôn, chặn luôn số điện thoại của bên công ty, à, có gọi điện để hỏi tiền nữa, hắn chặn luôn. Đấy, và một tay thứ hai là có một cái tay này cũng nhiều tuổi, con nó cấp 3 rồi, người ở Thái Bình, tên là gì em quên mất rồi. Thế có mua một cái đài hơn radio của Panasonic, thế là cũng cọc 300.000, nên là để em nhiều hàng em quên. Với lại hắn mình nghĩ là hắn người lớn, tuổi cao tuổi chú rồi, và ông đấy thì hơn em khoảng tầm mười mấy tuổi á, cũng nhiều tuổi rồi. Thế hắn ông gần ít ông khéo còn hơn á, khéo người gần 50 rồi. Hắn về hắn bùng luôn, nhắn tin hắn bảo giờ anh trả loa, trả đài cho anh hết tiền, lúc ấy còn có 300.000 chứ đâu, 350 hay sao ấy, anh trả đài lại cho em cho anh hết tiền, vẫn đàng hoàng lắm. Thế sau bảo thế gửi địa chỉ để gửi loa lại, gửi đài lại, cũng im luôn, không thấy gửi. Thế thời gian sau em hỏi để tiếp, hắn im luôn, hắn chặn luôn Zalo. Người lớn tên là Vinh hay sao, Vinh ở Thái Bình, là hai tên. Tên thứ ba nữa là gì em quên mất, nói chung mấy thành phần rất rác em chẳng nhớ gì, nhưng mà dễ nhớ là có hai cái tên đó là mà Ngọc Vinh, thế là tên là Ngọc Vinh Thái Bình. Đó, thôi tiếp tục rồi quý vị. À, cái này em vừa coi cái con này rồi, nó là Mini Channel, hai con này Mini Channel đàn ông, mà đàn ông Channel là tay một em STS kép 650 tiếp. Đấy thì con này nó cũng giống con bên kia, cũng bằng giá luôn. Thì nó là hai loa và một quay và hai loa là bass 20, hay người ta có ghi đây. Đấy. À, công suất 150W. À, phía dưới ở đây là mấy con Sony thôi. Dưới này có con khác là ISTS với các 90 100W. Con này thì sản xuất 1999, giá 7.700, tương đương tầm 1,1 triệu gì đó. Bây giờ nó rẻ kinh khủng hoảng luôn, vậy nó rẻ mà choáng luôn. Giờ ấy làm anh em ở bên này thì cả nhà ở bên em tiêu tiền Nhật thì 1.000 tiền yên thì nó vẫn là 1.000 tiền yên thôi, chứ nếu mà gửi ở Việt Nam thì 200 giờ còn 160, lỗ mất 40.000 này. Thì nếu mà gửi tiền về Việt Nam đi trả nợ hay làm gì ấy, thì cũng chẹt luôn. Đấy, còn 205 này, 205 nhiều anh hỏi luôn này. 205 này thì nó bát nó là 150W, nó bát là 20. Đó. Nó cũng bằng con 1,860 ạ. Nó rẻ hơn nhiều. Công suất bằng nhau. Kích trước của loa là bằng nhau. Cái kích thước của loa tổng như con này là 205 nó bé hơn 160. Tuy nhiên là cái đường kính của cái bát á thì là 20. Và công suất thì 150 bằng nhau luôn. Rồi em quay nghiêng cho quý vị xem, rất đẹp này. Đó, con này đẹp thật, rẻ thế. Rồi có hai một man thôi, có 1,6 triệu, các cước là 2 triệu. Ở Việt Nam đi biển nó tầm mười mấy cân á, trước em gửi nó quên. Nó thì 30 mấy, ù vẫn đắt. Đây là con QS L307 6,6 1 triệu. Bát cũng là 20, 75W, mắt 20cm quý vị. Người ta có ghi đây. Đó, và đó là người đình 1. Và đây là một em loa bầu BS321 seri 2 này. Đủ cả cái nguồn và remote con. Con này là 2,2, 2,2 thì con này thời điểm trước nó phải là 4,5 triệu, 5 triệu bên này đấy. Bây giờ chỉ tầm 3,5 triệu thôi. Mà con này là PS nha quý vị nha, không phải là GS nha. GS thì có đọc đĩa nha, PS không có nha. Quý vị hay một số quý vị ở mới tìm hiểu dòng này thì có vẻ có thể nhầm là con này là giống con GS nhưng mà không phải. GS thì nó cũng có cái đầu như này nhưng mà nó lại có đầu đĩa.
còn FS thì nó lại cái đầu nhỏ chứ không có đầu to này. PS thì nó có. Ở đây nó có thêm hai con loa TV, một con là JBL 3 Studio và một con là JBL 03 Android Google. Con này thì có Bluetooth, có HDMI, USB memory, YouTube ok này. Con này 80 phân, con này 1m2. Nguyên hộp nha cái gì. Giá thì đang tầm chưa đầy 2 triệu một em. Con này nó nhẹ rồi. Cái này có mấy con khác nhưng mà dòng này thì rất to, mà không biết dòng nào. Cái hàng này là gần như mới luôn nha quý vị, gần như mới luôn. Đây thì em quay qua mấy con loa đây, sang bên này em xem có gì hay em quay tiếp cho quý vị coi.